Các bạn thân mến, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn sửa cái loa Bluetooth. Loa này của một người khách mua hàng trưng bày của Thế Giới Di Động nha các bạn. Đó, đây là cái loa Bluetooth, nó cũng thuộc dạng vừa, cũng không có nhỏ nha các bạn, mà cũng không có lớn. Đây là cái hiệu của nó nè các bạn. Rồi, theo như lời của một người khách đó, thì cái loa này hát vẫn được nha các bạn, nhưng mà nó bị rè nha các bạn. Đó, ở đây là bên hông là cái phần điều chỉnh những cái nút chép bass volume rồi các bạn ha, nó cũng như những cái loa kia rồi các bạn. Rồi cái mặt hông bên đây là cái loa bass này các bạn ha. Rồi cái mặt sau của nó đó thì nó gồm có dây cắm nguồn các bạn, công tắc và cái đường in out thôi các bạn ha. Khi mình cắm nguồn vào thì vẫn báo đèn Bluetooth được bình thường các bạn ha, báo vẫn điều chỉnh được bình thường. Nói chung là vẫn kết nối điện thoại hát bình thường nha các bạn. Nhưng mà theo người khách nói thì nó bị rè nha các bạn. Đó. Theo người khách nói thì khi mà mở lên ngay chỗ cái nút volume này nè các bạn, nó phải có cái đèn xanh thì nó mới hát bình thường. Còn nếu mở lên mà nó mất cái đèn xanh này á, là nó hát bị rè nha các bạn. Cái tiếng nó nghẹt nghẹt nha các bạn. Đây là lời của người khách người ta nói các bạn ha. Rồi bây giờ mình mở cái cụm chốt áp này ra này để mình sửa nha các bạn. Rồi đây mình mở ra này các bạn. Cái bo này thì nó chỉ là bo chép bát thôi các bạn ha. Đó, cái đèn nó nằm ở ngay đây nè các bạn. Rồi mình sẽ rà cái đường, trước tiên phải rà cái đường cấp nguồn của nó trước các bạn ha. Thì trên cái mạch in nó có ghi nè các bạn. Đó, mình thấy trên cái rắc cắm trên máy dưới nè các bạn ha, thì nó có ghi chữ nè các bạn. Mình sẽ xem và mình sẽ đo điện thử nha các bạn. Trên cái mạch in này nó có ghi nè các bạn là 9V cộng, 9V trừ, rồi mát nè các bạn ha. Rồi bây giờ mình phải đo cái điện cấp coi nó có đủ không nha các bạn. Thì cái dây trên đây là mấy cái dây bọc này là dây tín hiệu nha các bạn. Còn cái dây đen này là trừ nè các bạn, còn dây đỏ là cộng ha. Đó, dây đen là 9V trừ nha các bạn, còn dây đỏ là 9V cộng, còn mát là nó đi chung với dây tín hiệu rồi nha các bạn. Thì mình kiểm tra trên đây thì mình đo thì mình thấy nó có 9V trừ thôi các bạn, còn nó mất 9V cộng nha. Vậy là cái nguồn của nó mất từ dưới ở nguồn đó các bạn. Cái nguồn 9V cộng nó cấp lên cái bo này nó bị mất nha. Rồi mình sẽ gắn tạm cái bo này lại và mình mở cái khúc dưới này ra nè các bạn. Vì cái phần nguồn nó nằm ở dưới đây nha. Cái này là còn tem luôn, chưa sửa lần nào luôn á các bạn. Rồi mình đã mở ốc ra rồi các bạn. Bây giờ mình mở cái nắp sau này ra nè các bạn ha. Đa số là những cái phần bo công suất cái nguồn nó nằm ở cái bo sau này nha các bạn. Đó. Đây là cái cục tăng phô bự lắm các bạn ơi. Cái này cái nguồn này nó dùng cái nguồn đời cũ nha các bạn. Đó, điện vào nó qua cục tăng phô này nó giảm điện xuống ha. Giảm điện xuống rồi nó mới vào cái bo công suất này nè các bạn, rồi nó mới nắng ra được một chiều ha. Rồi nó mới cấp cho mấy cái mạch máy sử dụng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ rà cái dây cấp cho cái bo chép bát hồi nãy nè nha các bạn. Nó có dây đen và dây đỏ nè các bạn. Đó, dây đen là dây 9V trừ, dây đỏ là 9V cộng nè các bạn ha. Đó, mình rà xem nó vào cái chân của cái phích cắm nào nha các bạn. Rồi các bạn lật cái mạch in lên á, các bạn xem cái chân của nó nằm ở cái chân số mấy ha, rồi mình ngó theo cái đường mạch in nè các bạn để mình rà ha. Lúc này là chưa có cắm điện nha các bạn, mình chỉ rà nguội thôi nha, có nghĩa là mình rà xem cái đường đi nó tới cái chân nào để mình biết
để mình mới đo nguội trước xem nó có bị tắc nghẽn chỗ nào, rồi mình mới cắm điện vô mình đo thử nha các bạn. Rồi cái phần trên này các bạn là có hai con IC nha các bạn. Đó, con IC đây nè, một con này các bạn. Và một con nằm ở mé trong các bạn ha. Nó là con IC 7809 nha các bạn. Và 7909. À, nó hai dòng này nha các bạn. Đó, đây là con IC hai con này các bạn, hai con IC này nó sẽ nó ổn áp cho cái nguồn đôi nha các bạn. Có nghĩa là ra 9V cộng và 9V trừ. 9V cộng là 7809 nha các bạn. Còn 9V trừ là 7909 các bạn nha. Thì các bạn đọc hai số đầu 78 là nó ra vôn cộng nha các bạn, còn 79 là nó ra vôn trừ các bạn nha. Rồi đây nè các bạn, mình ra cái chân vôn cộng nó lên cái con IC7809 rồi nè các bạn ha. Nó lên ngay chân xuất ra rồi nè các bạn. Bây giờ mình phải đo một cái chân vào của con IC này các bạn nha. Thì con IC này nó chỉ có 3 chân thôi, chân ra là 9V. Đó, rồi còn ở chân ở giữa là chân mát nha các bạn, còn chân bìa bên kia thì nó là chân vào từ cái nguồn điện khoảng 15V hoặc 18V nữa các bạn, nó sẽ vào và nó ổn áp còn 9V ha. Đó, đây là các bạn, mình đo nóng luôn các bạn ha. Thì nó có 9V trừ rồi đó các bạn. Còn mình đo vôn cộng này các bạn, con IC này là 9V cộng là mất nè ha. Rồi mình đo cái đường cấp cho nó là các bạn là mất từ bên cấp vào luôn các bạn nha. Thì mình ra đường đi của nó thì nó có qua một con điện trở các bạn. Đó, nó có qua con điện trở các bạn ha. Như vậy là có thể là con điện trở này nó bị hư hoặc là nó bị hở chân đó các bạn. Cho nên lúc nó có đèn xanh thì nó hát tốt, lúc nó không có là nó hát rè đó các bạn ha. Đó, con điện trở nó nằm ở trên mạch, nó là nằm ở vị trí này nè các bạn ha. Rồi mình quan sát các bạn thì mình thấy con điện trở này nè, nó có bị nó bị lỏng cái mối chì đó các bạn. Đó, nó bị hở nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng mỏ hàn mình chấm lại thôi các bạn ha. Cái này nó bị nóng đó các bạn, nó bị lỏng cái mối chì ra thôi ha. Đó, các bạn dùng mỏ hàn các bạn đưa chì vào các bạn chấm nó lại thôi. Như vậy là xong rồi các bạn ha. Đó, sẵn các bạn chấm luôn chân bên đây và mấy cái chân lân cận đó các bạn, mấy con nào mà nó muốn lỏng đó mình sẵn dịp mình chấm lại luôn ha. Rồi bây giờ mình cắm điện vào mình thử xem nó có nguồn 9V cộng chưa các bạn ha. Đó, cái đèn ngay chỗ volume nó lên rồi nè các bạn. Đó, theo người khách người ta nói thì cái đèn này lên thì nó mới hát rõ là nó có nguồn 9V nó mới đủ đó các bạn ha. Còn nếu như nó mất nguồn 9V thì nó vẫn còn nguồn trừ 9V, nó vẫn hát nhưng mà nó rè nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã tìm ra cái bệnh đó rồi đó các bạn. Bây giờ thì mình lắp nó vào thôi các bạn ha. Mình đã lắp xong rồi các bạn. Bây giờ mình cắm nguồn vào nè các bạn. Đó, đã báo lên rồi nè các bạn ha. Có thể mình chuyển qua Bluetooth hoặc là những cái chế độ khác nha, tùy ý mình nha các bạn. Đó, rồi mình xoay qua cho các bạn xem nè. Đó, cái đèn ngay chỗ cái volume nó có đèn xanh này nè các bạn. Theo lời của người khách, người ta nói nó bị mất đó các bạn ha. Thì bây giờ nó đã có lại rồi các bạn ha. Như vậy là cái máy này nó sử dụng thời gian dài, nó nóng đó, nó bị hở chân chì đó các bạn ha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.